Hoàng Dung xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ TV trên băng tần 14.6. Và phần tin tức của đài gồm có các bản tin chính sau đây. Vũ khí của Nga và Trung Cộng đe dọa hàng không mẫu hạm của Mỹ. Oanh tạc cơ UAV tàng hình của Nga thả bom nửa tấn diệt mục tiêu. Đại sứ Kraft cho biết, Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh với Đài Loan. Thủ đô Washington bị phong tỏa cho tới lễ nhậm chức tổng thống. Mỹ và Việt Nam chủ trì đối thoại chính sách những người bạn của Mekong. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin thế giới đầu tiên cho biết, WHO cho biết rằng năm thứ nhì đại dịch có thể còn cam go hơn nữa. Năm thứ nhì của đại dịch COVID-19 có thể cam go hơn năm đầu tiên. Nhìn vào cách thức virus corona mới lây lan, đặc biệt là ở Bắc Bán Cầu với nhiều biến thể có tính lây nhiễm cao hơn, Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, cảnh báo ngày 13 tháng 1 như vậy. Họ cho biết, chúng ta đang bước sang năm thứ hai của dịch bệnh, và thậm chí có thể cam go xét tới động lực lây truyền và một số vấn đề mà chúng ta đang chứng kiến. Ông Mike Ryan, quan chức đặc trách tình hình khẩn cấp hàng đầu của WHO, nói trong một sự kiện trên mạng xã hội như vậy. Số người chết trên toàn thế giới đang lên đến gần 2 triệu người kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 91,5 triệu người nhiễm bệnh. WHO, trong bản cập nhật dịch lễ mới nhất được phát hành trong đêm, cho biết, sau 2 tuần, số ca bệnh được báo cáo ít hơn, khoảng 5 triệu ca mới được báo cáo vào tuần trước, có thể là kết quả của việc lơ là đề phòng trong dịp lễ. Chắc chắn ở Bắc Bán Cầu, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ, chúng tôi đã chứng kiến sự hội tụ các điều kiện, thời tiết lạnh, mọi người ở trong nhà, sự hòa trộn xã hội gia tăng và sự kết hợp của các yếu tố đã thúc đẩy sự gia tăng lây truyền ở nhiều quốc gia. Ông Brian đã nói như vậy, thưa quý vị. Maria Van, trưởng đặc trách kỹ thuật của WHO về COVID-19, cảnh báo, sau dịp lễ, ở một số quốc gia, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều trước khi cải thiện. Vũ khí của Nga và Trung Cộng đe dọa hàng không mẫu hạm của Mỹ. Tiến bộ về hỏa tiễn diệt hạm của Nga và Trung Cộng đã khiến cho hàng không mẫu hạm của Mỹ đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt ngày càng lớn trong xung đột. Trung Cộng hồi tháng 8 năm 2020 đã phóng một hỏa tiễn TF-26B từ tỉnh Thanh Hải và một hỏa tiễn TF-21G từ tỉnh Chiết Giang về phía Biển Đông. Wang Xiangsui, cựu đại tá quân đội Trung Cộng và hiện là giáo sư Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh cho biết, hai quả đạn đều đánh trúng mục tiêu mô phỏng tàu chiến đang di chuyển. Động thái diễn ra một ngày sau khi Trung Cộng cáo buộc trinh sát cơ U-2 của Mỹ đã khiêu khích khi di chuyển vào vùng cấm bay, nơi đang diễn ra cuộc diễn tập bắn đạn thật của chiến khu phía Bắc. Washington trước đó cũng triển khai hai nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tới khu vực. Hải quân của Nga năm ngoái cũng 3 lần phóng thử hỏa tiễn siêu vượt âm Zircon từ tàu hộ vệ Đô đốc Gorkov nhằm vào 2 mục tiêu trên biển và 1 mục tiêu trên mặt đất từ khoảng 350-500 km. Nguồn tin giấu tên cho biết, cả 3 quả đạn đều đạt tốc độ gấp 8 lần âm thanh và đánh trúng đích với độ chính xác cao. Những thử nghiệm này là dấu hiệu mới nhất cho thấy, các hàng không mẫu hạm của Mỹ, vốn được coi là chúa tể đại dương, sẽ sớm đối mặt với những mối đe dọa thực sự. Bình luận viên Benjamin Barlow của Business Insider đã nhận xét như vậy, thưa quý vị. Vào Oanh tạc cơ UAV tàng hình của Nga thả bom nửa tấn diệt mục tiêu. UAV Arconic mang bom 500kg trong thân và công kích mục tiêu với độ chính xác cao trong một đợt bay thử nghiệm.
máy bay không người lái, gọi tắt là UAV tàng hình, hay còn gọi là Oconic, thợ săn, đã diệt thành công mục tiêu bằng bom thông thường trong đợt thử nghiệm tại thao trường Ocelot, nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga vào hôm 13 tháng 1 đã cho biết. Thời điểm diễn ra đợt thử nghiệm ném bom không được tiết lộ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên mà UAV Oconic được sử dụng để công kích mục tiêu mặt đất. Quả bom nặng 500 kg được lắp vào khoang vũ khí trong thân UAV. Hệ thống ngắm bắn và định vị gắn trên Oconic cho phép nó triển khai bom thông thường với độ chính xác gần tương đương vũ khí dẫn đường. Nguồn tin này còn cho biết thêm rằng UAV có thể đánh trúng mục tiêu cố định và di động dựa trên tọa độ có sẵn hoặc là dữ liệu cập nhật trong khi bay. Không quân của Nga dự kiến tiến hành nhiều đợt thử nghiệm vũ khí với dòng Oconic trong năm nay, bao gồm phóng tên lửa đối không và đối đất, nhằm thực hiện lộ trình biến nó trở thành mẫu UAV uy lực có thể song hành với oanh tạc cơ tàng hình Su-57. Oconic là UAV chiến đấu tàng hình do tập đoàn Sukhoi của Nga phát triển. Các hình ảnh đầu tiên của Oconic xuất hiện trên mạng xã hội của Nga hồi tháng 1 năm 2019, được chụp trong buổi thử nghiệm tại nhà máy sản xuất máy bay Novosibirsk. Oconic được trang bị công nghệ tàng hình, sải cánh lớn hơn oanh tạc cơ bom Su-34 và có khối lượng cất cánh hơn 20 tấn. Các chuyên gia cho rằng, ngoài nhiệm vụ trinh sát và tác chiến điện tử, Oconic có thể chiến đấu với vũ khí giấu trong thân. Hai quả kho báu hơn 6.000 đồng xu bạc. Thưa quý vị, tại Hungary, các nhà khảo cổ phát hiện kho báu đồng xu khi tiến hành khai quật tại vùng thôn quê gần làng Ulengyel nhờ sử dụng máy dò kim loại. Kho báu bao gồm 7.000 đồng xu bạc và 4 đồng xu vàng thời Trung Cổ được giấu đi cách đây nhiều thế kỷ. Đây là bộ sưu tập tiền cổ lớn nhất từng được khai quật tại hạt Pest, bao quanh thủ đô Budapest của Hungary. Trước đó, nhóm khảo cổ từng tìm thấy khối lượng tiền xu nhỏ hơn vào năm 2019 tại địa điểm cách Budapest 48 km về phía đông nam. Chính phát hiện này đã thôi thúc họ tiếp tục tìm kiếm trong khu vực. Đợt khai quật gần nhất diễn ra vào tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, mãi cho tới ngày 11 tháng 1 năm 2021, nhà chức trách ở trung tâm bảo tàng Ferenczi tại Szentendre, Hungary mới thông báo phát hiện. Vại chứa đồng xu được chôn ở độ sâu chưa tới 1 mét trên cánh đồng của nông dân. Chiếc vại bị vỡ một số chỗ do lưỡi máy cày va vào, khiến cho tiền xu bên trong tràn ra nền đất xung quanh nhưng vẫn chưa nhô lên bề mặt. Nhờ đó mà kho báu này vẫn còn nguyên vẹn cho tới khi mà các nhà khảo cổ tìm ra bằng máy dò. Đồng xu cổ nhất là những đồng bạc khắc hình Louis Verus, hoàng đế của đế quốc La Mã từ năm 161 cho đến năm 169 thưa quý vị. Hungary lúc đó là một phần của đế chế La Mã. Trong khi đó, đồng xu mới nhất được phát hành dưới triều vua Louis đệ nhị, người cai trị Hungary từ năm 1516 cho đến năm 1526. Số tiền này đủ để mua 7 con ngựa ở Hungary vào cuối thời Trung Cổ. Công tác khai quật sẽ tiếp tục và các nhà nghiên cứu hy vọng sớm có thêm nhiều phát hiện. Và hãng bất động sản Dubai muốn tăng làm ăn với Tổng thống Trump. Khi mà các công ty của Mỹ cắt đứt việc kinh doanh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ít nhất là một đối tác nước ngoài vẫn đang đứng về phía ông. Ông Hussein Sawani, chủ tịch hãng bất động sản Damac Dubai cho biết, ông muốn mở rộng quan hệ với Trump Organization, bất chấp vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn tại Quốc hội tuần trước. Damac hiện là đối tác của ông Trump tại một sân golf 18 lỗ, mở cửa năm 2017 ở Dubai. Damac cũng đang xây một sân golf 18 lỗ khác, có tên là Trump World Golf Club, theo website của Trump Organization. Họ cho biết, chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Trump Organization và không có ý định hủy hợp đồng. Sawani trả lời trên CNN như vậy. Sau sự việc tại tòa nhà quốc hội, rất nhiều công ty đã xa lánh ông Trump và công ty gia đình ông. Deutsche Bank thông báo ngừng làm ăn với ông Trump. Signature Bank đã đóng các tài khoản cá nhân của ông. Thành phố New York cũng chấm dứt các hợp đồng cho phép Trump Organization vận hành Trump Golf Link, Central Park và khu trực băng Woolman ở Alaska. Hàng loạt mạng xã hội từ Twitter, Facebook, Snapchat đã khóa tài khoản của Tổng thống Mỹ. PGA cũng hủy kế hoạch tổ chức giải đấu năm 2022 tại sân golf Bedminster của ông Trump. Tuy nhiên, Sawani cho biết,
Damas lại rất muốn tăng cường hợp tác với ông Trump. Ông nói, tôi sẽ đi xa hơn nữa khi mà Trump Organization không còn bị giới hạn khi thực hiện các thương vụ ở nước ngoài nữa. Tôi sẽ chào đón cơ hội mở rộng mối quan hệ và tìm thêm nhiều cách khác để hợp tác với ông Trump. Và công ty của Nga sản xuất máy chiết xuất nước từ không khí. Quy trình sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nước sạch từ không khí đang mang đến hy vọng cho cư dân ở dải Gaza khô hạn. Dải Gaza đông dân từ lâu đã thiếu hụt trầm trọng nước uống, nhưng tình trạng này có thể được giảm bớt nhờ một sáng kiến của tỷ phú người Nga gốc Israel là ông Michael Maralashvili. Công ty Watergen do ông sáng lập đã phát triển các cỗ máy có khả năng chiết xuất nước uống trực tiếp từ không khí bằng quy trình sử dụng năng lượng mặt trời. Mỗi thiết bị có thể sản xuất từ 5.000 cho đến 6.000 lít nước mỗi ngày nếu như độ ẩm không khí đạt trên 65%. Công nghệ trao đổi nhiệt được cấp bằng sáng chế của Watergen cho phép thu thập nước sạch bằng cách làm mát không khí tại điểm sương. Nước sau đó được xử lý cả về mặt vật lý, hóa học và sinh học để có chất lượng tối ưu. Theo Liên Hiệp Quốc, vào năm 2012, chỉ có 3% lượng nước của Gaza đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Tầng chứa nước tại đây đã bị suy thoái từ lâu do sử dụng quá mức, nước mặn xâm nhập và ô nhiễm, khiến cho hầu hết nước sẵn có không đủ an toàn để uống. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận và tiêu chảy tăng cao ở Gaza có liên quan trực tiếp tới việc tiêu thụ nước dưới tiêu chuẩn. Watergen đã tặng hai cỗ máy, mỗi chiếc trị giá 61.000 Mỹ Kim cho Gaza và chúng đã được đưa vào hoạt động tại một tòa thị chính ở vùng Khan Yunis và một bệnh viện ung thư nhi ở Gaza. Chỉ một vài cỗ máy rõ ràng là chưa thể đáp ứng nhu cầu của 2 triệu người dân Gaza, nhưng nó đã mang đến một giải pháp đầy hy vọng. Và cầu thủ Lukaku đã cứu đội banh Inter ở phút 119. Thưa quý vị, tại Italy, bàn thắng của tiền đạo Romelu Lukaku ở hiệp phụ đã giúp đội Inter thắng chủ nhà Fiorentina 2-1 tại vòng 1/8 ở Cup Italy vào hôm 13 tháng 1. Bàn thắng Kouame 57, Vidoben 40, Lukaku 119. Cú đánh đầu cận thành của Lukaku trong tư thế không ai kèm đã giúp cho đội Inter thoát khỏi viễn cảnh đá luân lưu với Fiorentina. Trước đó, đội khách đã mở tỷ số nhờ cú đá phạt đền của Arturo Vidal, nhưng Christian Kumaki đã gỡ hòa cho đội Fiorentina với tuyệt phẩm từ vạch cấm địa. Inter vẫn đi tiếp vào tứ kết và gặp hàng xóm Milan. Huấn luyện viên Antonio Conte đã trao suất đá chính cho Christian Eriksen và lần đầu tiên anh chơi trọn 90 phút cho Inter, thậm chí thêm cả 30 phút hiệp phụ. Chính Eriksen đã châm ngòi bàn thắng mở tỷ số với cú sút buộc thủ môn Pietro Thrasiano phải đẩy ra. Alexis Sanchez đã ập vào đá bồi và đã bị thủ môn phạm lỗi. Trọng tài David Massa đã thổi phạt đền Fiorentina và Uderzo Vido dễ dàng ghi bàn từ chấm 11m với cú sút chìm vào giữa khung thành. Fiorentina đã bị VAR tước phạt đền vì tình huống Kouame bị Milan Schifani phạm lỗi trong cấm địa. Nhưng sang hiệp 2, Kouame tự ghi bàn gỡ hòa với cú sút về góc cao và hiểm sau khi hàng thủ Inter phá bóng không tốt. Trong những phút còn lại, Inter đã chiếm lĩnh thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Ivan Perisic đá trúng xạ ngang hay là Alexis Sanchez và Lukaku đều bỏ lỡ cơ hội đánh đầu cận thành. Phải đến phút 119, từ quả tạt của Nicolò Barella, Lukaku đánh đầu tung lưới Rassi Ratio. Trung vệ Fiorentina đã mắc lỗi lớn khi bị Lukaku qua mặt để dứt điểm trong tư thế trống trải. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.